chơi vậy nữa, không được đâu. Được, em cắt được mà, tin em. Đâu ra cái vụ này quá vậy trời. Tính vợ lôi ra cắt tóc trời. Trời ơi, tao ơi, tóc anh bù xù à, đem cắt cho nó gọn. Nhưng mà em có biết cắt đâu mà cắt. Trời ơi, anh cứ yên tâm. Mà nhỏ em cắt tóc cho thằng em dữ lắm. Cắt xong mẹ em vẫn đi cạo luôn à. Cái vậy, hộ em không có đi tù đâu. Đổi trò khác đi, đừng cắt tóc. Thôi, trò này vui. Trời ơi, cái đầu của tôi. Ủa bà Trang, bà có biết cắt không ạ? Trời ơi, sao mà không biết? Ông thấy con siêu quậy nhà tôi không? Mỗi tuần là tôi phải cắt cho nó đó. Hả? Vậy? Rồi lỡ bà cắt cái đầu tôi giống cái đầu nó rồi sao? Thì giống nó chứ sao mà cần hỏi. Anh lo cái đầu anh đây kìa chứ nó mạnh rồi em. Kệ, cùng lắm thì cạo đầu chứ cái gì đâu. Rồi, thì giờ hai chị em mình sẽ làm thợ cắt tóc cho hai thanh niên này nha quý vị. Một phút mặc niệm thôi ha, hai phút đêm thôi. Ủa, gì vậy bà Trang? Tôi chết, lộn, tôi lỡ không? Trời ơi, mới bất động mà làm biết ghê rồi đó. Biết rồi đó. Chứ mà con nữa. Cứ nằm đi, tôi thiệt không tân. Giờ có mưa đâu mà áo mưa. Mà nó trắng vô tóc không ngớt. Trời ơi. Công nhận bên kia cũng có khác gì bên đây đâu. Trời, mình không có đồ nghề thì mình phải chế thôi chị Trang. Trời, em chế gì đừng chế đâu anh chị. Rồi, giờ thì hai chị em mình sẽ tiến hành cắt tóc nha bạn. Rồi, hai anh muốn cắt kiểu gì? Bạn muốn cắt kiểu gì? Cắt kiểu nào là chai xíu. Nào kia là chai xíu nha, chứ đừng đi tu nha. Em mặc áo cà sa rồi đó. Vậy cắt mua đi can ha. Dạ, hợp với trời. Thôi, đừng mua đi can. Bình thường thôi. Đầu đinh. Ờ, để bình thường thôi. Ủa, bình thường sao cắt? Bình thường là sơ sơ thôi. Ok, okay. Tỉa sơ sơ thôi nha. Ôi, tóc gì đâu mà chảy không đi. Tự đổi. Tóc ta vậy mà. Ây da. Sao mà chảy? Trời ơi. Cái nào chảy hộ cái đầu anh không còn cũng tóc luôn anh Tân. Gì mày? Mày nói xui với mày. Không có đâu. Trời ơi, anh không biết gì hết. Chảy từ từ vậy tóc mới thẳng được. Ôi được rồi em ơi, giờ chảy tới chịu nó cũng thẳng đâu. Bây giờ vô cắt luôn đi, chứ chảy hoài. Thôi không cho chảy nó thì thôi, vô cắt luôn nè. Ôi nhưng mà giờ tôi mới nghĩ ra được một kiểu tóc độc lạ lắm. Không, ngồi đây đợi tôi xíu nha. Đi đâu nữa mà chảy. Rồi, mày xong rồi rồi, anh thấy mày tới công chuyện rồi đó. Trời ơi, hứa tóc mà bà chùm cái tô vậy hả bà Trang? Tóc nó mới đẹp. Được không nhỉ? Được, tôi đi vui đi. Nhưng mà nếu lỡ có sai sót thì em đừng có giận tôi nha. Thì có sai sót vào cái đầu như cái tô cái gì đâu. Anh đồ, đăng đi. Anh nói rồi, đâm lao thì phải đeo lao. Nói đi chị. Ok. Không sao nữa. Được, yên tâm. Với cái tiếng gì vậy trời? Đâu đó. Trời, chết rồi. Bị chưa? Tân ơi. Vậy em co thở không? Thôi em tự xử đi em. Tỉnh lại chưa? Chưa. Thôi. Cắt đó nha. Rồi, tôi thử nha. Cắt thiệt á. Cắt á. Ôi, chung cái chân mại. Tôi chưa cắt mà ông lại như ông cung chưa? Không tin tưởng tay nghề của tôi vậy trơn á. Tin tưởng rồi. Khang ơi, hả? Tiếng toàn đời được chói tai quá à. Trời cắt, trời tóc mềm ghê. Mà cắt kiểu gì kỳ vậy bà Trang? Thì tôi cắt cái kiểu Hàn Quốc cho ông nè. Cắt đầu nấm á. Phải không? Đầu nấm hay là đầu dừa? Thôi anh lo cái đầu anh đi. Anh nhiều chuyện quá à. Cái chân đen với chân mại nha. Ôi, chứ không có chịu chưa? Bà lấy tôi coi thử rồi. Trời sao lỗ mất lỗ rồi. Trời ơi, tôi cũng không chịu trời. Trời ơi, cái kiểu của người ta vậy đúng rồi, còn chê nữa. Ôi, tôi không muốn đâu, tôi vô mấy con thầy nè. Ê, quay lại. Chưa cắt xong không đi đâu hả? Ngồi xuống rồi. Gán đi. Cái gì nữa rồi nè. Anh coi gì mà coi. Ló đầu anh đi kìa. Mày chạy đâu cho thoát.
Sao rớt nhiều tóc vậy? Thì cắt tóc mà phải rớt tóc chứ. A few hours later. Anh đang có mắt nhìn em. Quay qua đây. Ôi, cái đầu anh đẹp quá anh ơi. Đẹp má. Em từ ngày cắt tóc chưa? Sao nó giống cái núm quá. Sao nó đẹp quá không? Đẹp. Cái gì chồng lắm vậy? Lộn lộn ngần ngần. Ôi, cái đầu này đúng đầu dừa đó. Kìa trời. Cái đầu anh bị hối kìa, nói em. Trời ơi, tôi cắt cái đầu đẹp chứ mà còn nói gì nữa. Trời ơi, cái đầu bên chị sao bằng cái đầu bên em. Tại cái tông đơ hết pin nên là em cắt được có một bên hà. Còn bên kia mai em cắt tiếp. Đừng hết chứ, anh sợ lắm rồi. Thôi em cũng nghĩ luôn. Em tận cái rồi. Gọi gì kêu thầy ra đây làm gì? Trời ơi. Hả? Không, bên đó không có gì đâu thầy. Bên đây là thầy ơi. Trời ơi. Làm gì cái đầu ghê vậy? Thầy nhìn nó nè. Khoan. Thầy ơi. Em chợt thấy, em chợt bỗng nhận ra là cái đầu em nó có dòng họ với trái dừa. Thầy nhìn không biết nguyên nhân rồi đó. Là sao? Tự nhiên rảnh khi không ngồi rồi lôi hai đầu em ra cắt. Nó cắt được lắm mà giờ vậy này. Trời ơi, đầu này hơn khá bảnh nữa. Bên có bên hông bảnh không mày? Bảnh. Trời ơi, bảnh vậy không chịu đâu. Đầu em đầu Hàn Quốc luôn mày vậy. Đầu em, cái này đầu em đi làm nước cốt dừa được luôn mày. Nhưng mà thầy, tại mấy ông này không cắt tóc để đầu bùm xòm nhìn thấy ghê lắm thầy ơi. Nên tụi em mới cắt á thầy. Đúng rồi thầy, cắt cho trai. Dạ, cắt cho đẹp á thầy. Nhưng mà thầy thấy đẹp không? Đẹp lắm thầy. Đẹp đẹp rồi đúng không thầy? Trời, hai em nói chung là có gu thẩm mỹ lạ lắm em. Cái đầu sao mỹ vậy? Không được vậy. Không được hả? Không được. Quay đại chứ sao em? Trời ơi, cái đầu quay kỳ lắm, bạn cười em chết. Trời ơi, giờ là mấy bạn cười đó em. Em mới học cắt tóc được có 2 ngày rồi đó thầy. Là em về em thử nghiệm rồi đó. Thầy thấy đẹp không? Cái gì? Em học hồi nào? Em đi học lén của người ta, học lõm mà thầy. Trời ơi trời. Em có kinh nghiệm cạo đầu của thằng em hoài luôn á thầy. Rồi là em hớt đầu của Sang. Dạ đúng rồi. Chị hớt đầu của Tân. Cạo trong lóc luôn. Trời ơi. Sao vậy? Rồi vậy sao? Đẹp mà thầy. Hai em đền đi, không biết. Ôi thầy giải cứu tụi em đi chứ tụi em biết sao đền. Giải cứu gì? Lỡ cắt rồi. Lỡ cắt rồi thầy ơi. Lỡ cắt. Cái đầu là gốc con trai đó. Mà giờ nó mất cái đầu rồi. À lộn. Tại cái gân cái tóc là gốc con người. Trời ơi, không biết thì cũng không. Thôi nói chung giờ tóc dày đúng không? Dạ. Thì giờ thầy sẵn rồi, thầy càng dẫn đi cạo luôn chứ gì sao giờ. Ôi mẹ ơi. Chứ sao. Giờ còn cộng nào để cộng đó thôi chứ cạo nhìn kỹ lắm không em đi túng. Thôi nói vậy thôi chứ đi sửa lại chứ có đâu. Đi sửa thầy. Sửa đi sửa. Sửa luôn thầy. Chứ không lẽ giờ không sửa. Đi sửa đi. Nhưng mà đầu em còn đỡ hơn đầu của anh Tân nè. Đầu dạ. Tân chơi hớt con bên nha các bạn. Còn bên đây là họ để nguyên nó hớt bên kiểu này phong cách của Lan Chi nó nhậu lắm. Tìm nào xinh xịn dạ. Ta mới sửa nổi. Em của em nè. Em mới mở ra. Khỏi. Em hai đứa em làm nè thầy. Em mở nè. Mở ra nè. Em là đi 30 size đi thầy. Đi 30 size dạ. Em nghe nói chỗ đó làm tóc trên đẹp lắm. 30 size á, tôi mới mở. Tôi mới mở nè. Hai chị em đây nè. Gì? Dạ, em mới mở tiệm ở đây. Mở nào? Lát em vô em ghi cái bảng 30 size này. Thôi, rồi. Ơi. 30 quá sai. 30 quá sai á. Đó. Nói chung là hai đứa em sẽ đền bù cho hai thanh niên này đi. Thầy sẽ dẫn hai thanh niên này đi hết tóc lại. Đúng rồi, thầy dẫn là thầy phải trả mình. Đúng rồi thầy. Hai em trả. Hai đứa em cắt đâu tốn tiền. Hai đứa em trả. Nhưng mà thầy lớn mà. Hai đứa em đền. Tay mình có 4 thằng mà sao có 2 thằng biết hết vậy? Ê, còn hai anh kia đâu ta? Nó ngủ chổng hay gì á? Em với anh bị không cũng kỳ ha. Hay là giờ hai anh kia cho nó cũng giống mình nè. Cho nó công bằng. Đúng rồi đó. Sẵn đây em á, ba anh em mình vô. Chồn này, chồn này, chạy mới được thầy ha. Ok, tại chạy. Chị không? Trời ơi, bữa nay thầy bài tụi em. Thầy dữ lắm rồi. Mình làm vậy mới có clip cho bạn xem được phải không? Đúng rồi. Rồi xong nó sẵn thầy sẽ dẫn mấy đứa đi làm tóc lại cho nó chỉnh chu để sẵn sắp tới lễ 30/4 này ăn lễ luôn. Cho nó đẹp trai. Còn hai đứa em ở nhà. Tội nó quậy. Nghĩ sao rồi cắt đầu người ta vậy đó.
phá. Nhưng mà đẹp không nói nữa. Nó nữa thầy trừ luôn á. Giờ vô cho nó ha. Đi để nó thẻ lại chuyển luôn. Đi vô vô vô. Thằng thằng nào chứ này. Rồi nha bạn. Mình sẽ lấy cái này mình giả bộ làm thông đơ. Còn anh yên tâm trên lấy cái thông đơ này giả bộ như là đang lấy thông đơ thiệt cạo vậy đó. Dạ bạn, y chang như thiệt luôn. Gì vậy anh Tân? Gì đâu? Định làm đợi đó đi. Ôi mới có hai đường không trời. Mới có hai đường à? Chưa vậy chưa? Chưa. Im. Hai đường vậy? Mày ngồi im. Hai đường tóc. Mày nói nữa là ba đường đó. Mới có ba đường à? Xuống rồi đó. Trời ơi, em đang ngủ anh Tân. Giỡn hoài anh Tân. Mày coi cái đầu anh nè. Anh Tân mới có một đường thôi, mày hai đường rồi đó. Ừ, mà đầu mày y chang anh gì đó. Trời ơi. Trời ơi. Chết tôi trời. Sao? Sao? Thì thôi chứ sao. Lỡ cắn rồi. Cái đầu anh gì mà. Lại. Cạo cho đẹp gì á. Lại, Tân cạo đầu em cho em đi chơi đồ đồ nữa lại. Lấy nè, nó anh đã gì chơi á. Sao mà anh chơi trên chơi, chơi cạo đầu anh Tân. Dạ con kiến coi coi đẹp không. Ai kêu ngủ chị. Trời ơi lên chơi. Đẹp không? Có không mày? Có không? Đồ tao có không? Ba lỗ luôn mày. Không biết đâu là anh nội em đi. Không biết đâu em rồi. Ủa em không có rồi hai. Có không? Không có hả? Không. Sao nó mọi người bằng? Hai lần lắm á. Lần đằng sau đây nè. Đằng sau ốc trên này có. Nè. Có không hả? Có. Không. Trên này nè. Đây có. Nè. Có. Đừng nghe lời thẳng. Rồi kéo mộng dĩ ghê chạy. Thì tao hớt tóc mà. Tao hớt tóc của ta mà. Thì em coi đầu của anh Tân nè. Ủa? Ôi. Ơ. Cái cái đầu cũng như vậy á. Có không? Nó chơi với cho mấy em á. Nè thì giả bộ nè. Trời ơi. Không, nhưng mà thầy cho em đi hãy sao đầu anh Tân với đầu anh Tân kìa. Đầu anh Tân với kìa mà. Bị hai cái bạn này nè. Hai bạn gái này nè. Tụi em mới đi trong 30 size ra, tụi em cắt thử đầu mấy anh có sao mà thầy. 30 size tụi em mới mở. 30 size á. 30 size. Đúng rồi đó. Tụi em ngủ nghe luôn. Nói chứ thầy dắt tụi anh đi sửa lấy tóc. Hai đứa rảnh đi không? Thế luôn. Nhưng mà đầu em có sai đâu mà sửa. Có sai lỗ mới sửa được. Thôi. Dạ. Thôi nó chơi thôi chứ hôm nay thầy sẽ dẫn mấy đứa đi làm tóc lại. Được. Nhưng mà đầu anh Tân sao sửa hỏi thầy. Không nổi. Thợ hớt tóc chuyên nghiệp là nổi hết. Giờ thầy sẽ dẫn vô cái chỗ hớt tóc rất là chuyên nghiệp. Mà được không phải. Được. Có em này. Có gì? Có Mina. Có luôn. Trời ơi. Biết sao không? Biết kiếm Mina. Mina Trang nè. Em kiếm vợ cho thầy. Trời ơi. Đúng rồi. Đó. Thôi thầy không cần đâu. Thôi giờ đi soạn đồ đi rồi thầy dẫn đi. Ê tự nhiên ngủ dậy cái đi được đi luôn trời. Nãy mơ giờ để thiệt đi. Để thiệt đi. Để thiệt. Tóc mày này có hư đâu non dữ chạy. Trời ơi cái đầu của tôi.
A few moments later. Rồi, hiện tại mấy anh em mình tới chỗ cắt tóc nha các bạn. Dạ. Hôm nay thầy sẽ dẫn mấy đứa đi bao mùi sai luôn. Dạ. Rồi làm cái sao quay bữa cơ. Thầy lo chữa cái đầu anh nè. Mới này. Thầy đi chữa cái đầu lại nha các bạn. Em nói thật cho thầy coi. Có tóc. Không tóc. Mình anh nói thầy. Máy ngáo. Nói chung không, đây là anh Khang Hàn Quốc. Máy ngáo. Bộ đồ người đẹp đó, cái đầu. Hai anh em cũng vậy cái được đi hớt tóc luôn. Cái là massage bữa cái. Cái đầu mình đi rửa phẹn bữa đi. Dạ. Còn hai chị con gái thì ở nhà nấu cơm rồi nha các bạn. Tại ở đây không hớt tóc nữ. Xíu hồn về ăn. Ôi, vô nhà vô hãy. Vô ha. Vô. Rồi giờ thì anh Tân sẽ sửa tóc lại nha các bạn. Vô vô hề. Em đổi cái tóc mới luôn rồi. Nói chung là cạo lại đi. Ôi cạo gì cạo còn còn tóc nữa đâu. Kỹ lắm. Không được hết. Sửa lại xíu rồi. Sửa lại phô. Sửa lại được. Anh nói được. Anh nói được cũng anh. Được. Rồi về hết đi. Bây giờ lại. Ok. Rồi, thì anh em mình mới cắt tóc xong nha các bạn. Đấy. Đứng nghiêm cho thầy review cái. Đúng rồi, bạn biết mình là ai. Em mới tiễn một cầu thủ về chuẩn bị đá cho đội mình rồi. Dạ thầy. Gỡ trang ra coi sự đẹp trai của mình đi thân tân. Quá ngầu rồi. Đẹp trai thì mới có những người yêu. Nói chung là anh đang bị chơi một cú sốc rất là sốc nên là phải hết cái đầu ngắn lại nha các bạn. Anh ngủ rồi giờ anh Tân sao bị đẩy đầu. Không phải ngủ rồi em. Sao? Đúng rồi. Một số lý do không cần nói ra. Đúng rồi. Anh em mình ngủ chơi mậu. Nói chung bị dậy khờ quá em. Rồi. Đây là cái đầu in the kích của anh Tân nha các bạn. Thời chính nhất. Ronaldo. Rồi. Đầu đầu em mới sửa. Đầu em quay quay rồi. Cũng ok đúng không? Dạ cũng ok. Rồi em sao thầy? Rồi em sao? Lúc nào cũng phải đẹp trai. 7321. Ok. Đó, Giang Hãng thì có kiểu tóc nếm gơm như mọi ngày. Đúng rồi. Tại đầu em khó sửa lắm nè. Sao nãy không vô kêu cái anh nó nãy tính kêu anh dựng lên như nè. Ừ, nói trời ơi là trời. Ôi cái sân bài đó rồi. Sân bài đúng. Thôi bỏ đi em ơi. Trên đây là thầy. Nó mình kêu anh tạo kiểu mới cho mình đổi mới đồ. Thì em kêu anh dựng cho em lên in the kết vậy nè thầy. Nhưng mà anh nó sân bài em bự quá. Hè vô vô hè. Thấy chỗ này bự quá hè nha thầy. Dạ thôi giờ anh em mình vô siêu thị cái ăn uống cái về nha các bạn. Dạ đi. Let's go. Ăn uống nhẹ nhẹ thôi chứ tiền đâu nữa ăn. Ăn mạnh mạnh cái gì. Thì vô bông sai đó thì các bạn sẽ được gọi đầu này kia. Massage hút bụng. Massage. Rồi hớt tóc. Thì một cái đầu vậy đó là một sĩ. Hay lắm hết. Bạn có dịp thì đi trải nghiệm nha các bạn. Dạ. Còn đây là siêu thị cướp mắt Long An. Vô. Rồi vô. Em mình vô thôi không? Later. Rồi bỏ đồ lên mấy đứa. Trời ơi quá trời đồ luôn mày ơi. Rồi thì ơi có chỗ đổi không? Đây đồ đổ. Rồi thì mấy anh em mình vô chổng ồn quá không quay được cho bạn đúng xem rồi. Nha. Dạ. Rồi mấy anh em mình mua số đồ về ăn mày ơi. Và bới đi. Em ở đây. Bỏ lên chồng. Bỏ vô được không? Dạ. Bỏ xong về nha. Dạ. Nói chung là siêu thị này cũng hổng gài bữa anh em mình cũng quay rồi đúng không? Đúng rồi. Quay chưa ta? Nên là có đi gọi gì vậy thầy? Em không nhớ nữa. Bữa đi siêu thị nào cũng không nhớ nữa ta. Dạ. Rồi. Giờ về anh em ơi. Giờ về đi. Về cho mấy bạn gái coi. Em làm coi hơn cái. YouTube lên anh là Giang Hồ. Để đúc xuống anh là bồ của em. Về đi, câu thơ của em chắc lắm. Rồi đi.